Xin chào mọi người nhá. Hôm nay mình có thời gian về để lên sóng em xe đến từ Hàn Quốc. Thương hiệu này là thương hiệu Atex. Con này thì một cái thương hiệu, một brand nhỏ của Hàn Quốc. Con này thì là hàng xuất Hàn Quốc nhá. Con này phải nói là cấu hình và đồ khá là ngon và giá cũng rất là hợp lý. Con này có hai phiên bản, một là phiên bản càng nhôm này, không giới hạn đây mọi người nhìn này, càng nhôm, và một phiên bản là càng nhôm có giới hạn nhá. Cái phiên bản càng nhôm có giới hạn thì nó sẽ được rẻ hơn 300, còn càng nhôm không giới hạn này sẽ đắt hơn 300. Cái con này là bản này là càng nhôm không giới hạn là 7 triệu rưỡi và cả càng nhôm có giới hạn là 7 triệu 2. Thì cái giá này khá là hợp lý, mà một trong những con xe của nó là cấu hình rất là ổn luôn. Con này thì thay thế Sulami nhưng giá rẻ hơn Sulami rất là nhiều. Tổng thiệt hại như này bình thường một cái cấu hình của nó khá là cao các bạn ạ. Mọi người hãy cùng mình chi tiết xem sao. Được hãng trang bị ghi đông Pitta 31.8, dòng ghi đông này thì rất là ít trên thị trường, cực kỳ hiếm luôn mọi người, cực kỳ khó mua. Đặc biệt là cặp đùm của Formula, dòng đùm này là dòng đùm cao cấp, phải nói là siêu bền, vành nhôm bản cao 4 phân, đặc biệt là lốp thích slick nhá mọi người nhá. Đó, đùi đĩa nhôm Attack, đùi đĩa này thì nó tương đương với mấy đồng như là OTA hoặc là đùi Intro 7, nói chung là xem nhau và giá tiền xem nhau. Xích hạt đậu. Đó, đùm sau cũng là của đùm Formula, dòng đùm rất là bền, bê đan có cháp của hãng Wellgo Đài Loan nhá. Đặc biệt là cọc yên của Attack là cọc yên vát sau này, các cái cọc yên vát sau này nó sẽ đẹp hơn, điệu đà hơn, và cọc yên này nó sẽ đắt hơn các cọc yên thẳng rất là nhiều. Con yên này gọi là kiếp, phải con yên này của hãng Thao Khai, dòng yên này là yên da xịn luôn, dòng yên này rất là êm, ở đây nó sẽ có đính kim miếng da cho chúng ta xem này. Đấy, dòng yên này của hãng Thao Khai mọi người có thể lên, yên này rất là đắt luôn. Ni lông bô tăng đều là của Attack và dòng ni lông nhôm. Con này thì khá là nhẹ và rất là đẹp luôn. Mình tổng trọng lượng con này nó vào khoảng tầm 9 cân mốt thì mọi người nhá. Một cái trọng lượng khá là nhẹ với một con xe full nhôm luôn, cũng không phải là nặng luôn, toàn bộ nhôm. Hàn Quốc tiêu chuẩn khung của nó rất là cao, khung này nó làm chất lượng cực kỳ tốt cho anh em luôn. Thay anh em thao bay nhảy không lo vấn đề gì cả. Khung thiết kế khá là đẹp. Mẫu khung này thì là nó đều chưa dán, chưa bóc cái tem bảo vệ lớp tem đấy nhá. Khi các anh em nhận được kiểu lem nhem như này, anh em bóc cái lớp bảo vệ bên ngoài này thì bên trong nó sẽ ra cái lớp tem ở bên trong. Đó, đây là cái lớp màng bảo vệ của cái tem của chúng ta. Thì anh em khi nhận được thì là chúng ta sẽ bóc lột tất cả cái chỗ là nó dán tem đó, cái màng bảo vệ chúng ta để bóc ra nhá. Đây là một trong những con xe mà phân khúc hơn 7 củ một chút, giá của mình khá là ngon. Có duy nhất một màu đen như này cho anh chị, cho các bạn luôn. Các bạn còn chờ gì nữa, không chốt ngay con này giúp mình.